người yêu của tôi đấy. Chuẩn bị đợt Valentine, tôi nhắn tin hỏi người yêu: Valentine em thích gì? Chả thích gì, không phải mua gì đâu. Không thích anh tặng gì à? À có, nhưng thôi giờ thực tế anh chuyển khoản em 500k coi như tiền hoa với sô-cô-la là được. Thế thôi hả? Thế thôi chứ nhiêu, thích cho hơn cũng được, tùy tấm lòng. Lúc đầu cũng nghĩ là người yêu hơi thực dụng, cũng chuyển 500k thôi. Hỏi người yêu nhận được chưa thì người yêu bảo nhận được rồi. Đến hôm sau, đang đi làm thì người yêu gọi hỏi: Anh đang đâu đấy? Anh đang trên công ty. Tí có đứa ship cái áo qua anh nhận hộ em nhé. Ok. Một lúc sau, có một bạn ship gọi tôi xuống nhận. Nhận xong tôi gọi cho người yêu, bảo là: Anh nhận được rồi nhé. Khi nào em lên anh đưa. Nhận rồi thì anh mở ra đi, quà Valentine em tặng anh đấy. Mở ra thì thấy một chiếc áo sơ mi mới. Em mua tặng anh áo sơ mi à? Vâng, anh thử xem có vừa không. Chắc là vừa thôi. Nếu không vừa bảo em đổi lại cho nhé. Quà Valentine của anh đấy, hôm trước thấy cái áo sơ mi của anh bị rách phần cổ tay rồi nên em mua tặng. Anh có bao giờ lo cho bản thân mình, toàn lo cho người khác. Muốn yêu người khác, anh phải yêu lấy bản thân mình trước chứ. Chưa chăm sóc cho bản thân được, đòi chăm sóc cho ai hả? Nghe xong mát cả lòng, mát cả dạ. Lên mạng tò mò tra cái áo xem bao nhiêu tiền. Lúc đó còn nghĩ chắc tầm 200-300k thôi, ai ngờ là 800k. Người yêu tôi đấy các ông à, chẳng bao giờ đòi hỏi gì, thậm chí còn tặng ngược lại. Lúc nào cũng quan tâm lo lắng, chú ý tôi từng ly từng tí một. Đấy là tôi bịa ra đấy thôi, chứ đờ mờ đợi được nó tặng quà có mà đến mùa quýt. Anh em bớt ảo tưởng đi. Rồi, mọi người bớt ảo tưởng đi nhá. Đăng ký kênh cho mình nhá. Xin chào.